Si các bác nha, si nha. Riêng đối với si nha, lay đi, lay mạnh vào, lay từ lúc còn non các bác nha. Nếu mà cây nào các bác về thấy đơ các bác cắt đi hết đi, nuôi lại tay, nhất là nhanh, cứ làm như tôi, thể dục, ngày nào cũng lên thể dục cho cây này. Lay, mẫm nhanh lắm, mẫm và rụt rịt, nhanh to, nhanh được cắt. Tay cảnh dẻo, không còn bị đơ, khi mà đến đạt được độ to không còn bị đơ nữa các bác nhé. Cứ làm đi, riêng với CC các bác nhé, xanh thì hạn chế hơn, vì xanh nó giòn hơn. Chào các bác, cô chú anh chị. Cây si đẹp quá các bác. Tôi chắc cũng vài tháng rồi tôi mới quay lại cây này. Cây si này thì đấy các bác lại bị cắt sớm đấy. Nhưng mà lần này có lý do các bác nhé. Lần này là đang muốn đưa sang bên Đan Phượng đi chơi. Cây này thì vừa rồi nó tùm khủng khiếp lắm. Mà đi chơi thế thì nó bày, kể cả bày bên dàn phôi thì cũng khó, tùm quá. Thế thì tôi cắt gọn gàng đi để tính là đưa đi chơi, nhưng mà nó bê nó khá nặng, cái này phải chắc phải hai người bê giúp từ trên mái xuống thì mới đi được. Đấy các bác nhìn này, thì lúc đấy thì lại chắc lại phải dỡ bỏ cái phân này thôi, phân đang ngủ đây để nuôi mà. Các bác nhìn dễ bây giờ nó dễ bên này, nó khắp nơi như này, bây giờ rũ phân ra thì cũng cực kỳ là hại cây. Vừa mới bén mới ngậm được tí phân thì lại rũ ra, thì mà không rũ ra thì đưa đi chơi thì chả ai nhìn thấy gì các bác ạ. Nhưng nó đẹp quá mà không đưa đi chơi thì quá phí, đúng không, đi chơi thì quá phí. Riêng ở đứng ở đàn dàn phôi nó là đẳng cấp rồi các bác. Các bác, cây si, những cái si như này ít lắm, nó rõ ràng, thân cốt nó lùn tịt rõ ràng, tay cảnh rất rõ ràng. Các bác nhìn bây giờ những cái cây nhiều đầu các bác thấy nó ghê ghê đúng không, nhìn cảm giác nhiều lúc cũng tẩm tẩm, nó cũng nhiều những cái đầu lên mà nó không hề rõ ràng một tí nào. Thì có thể là mỗi người một gu, hoặc là tôi cho rằng đa số bây giờ là tầm 90% là chơi theo phong trào, thấy người ta mua cái cây nhiều đầu như thế này thì cũng có sốt sinh xịt nhiều đầu. Còn lại khoảng độ 10% thì trong đó thì có khoảng độ đến 7-8% là ông đi buôn làm đầu cơ thổi cây đấy lên. Tất nhiên nó cũng đẹp thật, nhưng mà ý là người ta đầu cơ có ý đồ để kinh doanh. Còn lại khoảng vài phần trăm là người chơi thôi, chơi thực sự các bạn. Dù có tiền hay là dù dân buôn thì đều là, có tiền thì đều lên đường hết. Thế đối với một cốt xì như này thì tôi cho là nó là một cái cốt xì rất là hiếm các bạn. Rất là hiếm. Mà đã hiếm rồi thì các bác thì nó khó định giá. Đấy, các bác nhìn chỉ là một cái phôi nhé. Tôi mới cắt mấy đường thì tất nhiên cắt rất sớm, tôi muốn đưa đi chơi để cho anh em mọi miền biết. Sắp có bày không phải triển lãm mà là một cái cuộc offline rất, nhưng mà quy mô rất là lớn, các tỉnh luôn đến ấy, ở bên Đan Phượng với chỗ Hùng BS ấy. Đấy, thì tôi tính mang cây này, cây kia và cây si kia, hai cái cây này thì lại bê được. Còn những cây khác một số cây cũng đi được, nhưng mà ủ phân nhiều quá, với lại cũng chưa thay được cái chậu nó để đi chơi. Thì thôi, có thể là hai cây này là bê được thì giờ là mang đi. Đấy là dự kiến, có thể là cũng không mang cây nào đi thì tùy công việc. Đấy. Và cây này thì rất muốn mang đi nhưng mà cực kỳ nặng, một mình bê chỉ lê được mấy bước chân là thôi buông tay. Đấy, vừa lê từ cái đôn kia sang cái bàn xoay này mà rất là vất. Quay trở lại cây này các bác nhé. Cây này các bác nào mà theo dõi ngày xưa cái bệ của nó thì các bác đây, bệ nó tràn cả đến tận chậu mà các bác nhé, tràn đến đây bệ rộng khủng khiếp luôn. Thì lúc mua là tôi mua nó cũng như này, các bác tưởng tượng như này, và nhìn thấy mấy vết đục này thì mình tưởng tượng cảm giác như là người ta hạ ở một cái cổ của một cây rất to xuống. Mà cái cây to này thì mình suy nghĩ là nó chắc là nó bệ nó xấu quá, người ta cắt ngang, người ta bỏ đi một chút bệ này đi. Nhưng hóa ra không phải, bới xuống bệ bãi thì thôi rồi, chết tiền, bệ bãi khủng khiếp. Thì tôi đây bây giờ rễ nó đang ôm hết tỏi như này thì tôi không quay, tôi không bới ra nữa, bới lên nó đứt hết rễ. Thì có thể đi chơi cho cả phân như này, nhìn cái cốt trên này là đã mê rồi.
quay lại nói về dòng cây si này là một cái cây si búp đỏ tiết, đỏ máu, đỏ như máu tiết các bác nhé, tiết tiết mà gần như là cái tiết mà tím tím ấy, chứ không phải là màu đỏ máu mà là đỏ tiết nhé. Đấy, thì cái thân của nó cũng tím tím và thời tiết mà nó càng rét thì nó càng đỏ tím, tất nhiên là cái búp của nó đây các bác nhé, mà một là một dòng si có quả, có quả các bác nhé. Đấy, có quả đỏ tiết, lá dày xanh dày, còn búp thì đỏ tiết, càng rét búp càng đỏ. Đấy, mà cây càng già thì cái lá già của nó càng xanh đen và cái lá non lại càng đỏ. Đấy các bác nhá, thì tôi cắt, tôi chấp nhận cắt sớm chút, cắt quá sớm một chút, quá sớm để đi chơi thì các bác nhìn lộ rõ cái cốt như này thì mình không có. Ui, vừa rồi nó rậm, nó tùm, nó ra hàng mét thế này, này thì bê đi đâu được. Đấy, bác nhìn. Đấy, bác nhìn. Đấy, thì si nó có rất nhiều dòng si đó nhé. Để phân biệt thì cứ chơi dần dần rồi biết thôi. Rồi mỗi dòng si nó lại có thế mạnh riêng về tạo hình, rồi tốc độ sinh trưởng nó khác nhau đấy. Dòng này với cái dòng búp hồng thì nó rất là khỏe, rất là mạnh. Đây mặt sau nó đây. Lâu này ngày xưa tôi đục xé nó ra cho nó, cho nó quái, cho nó quái. Một cái si rất giá trị. Vâng. Đấy. Si rất giá trị. Tất nhiên là mình chơi mặt này thôi. Mặt kia thì cũng rất là đẹp, nhưng mà cây này ta chơi mặt này thôi. Ta chơi mặt này thôi. Đấy, vừa bệ vệ vừa tay cảnh rõ ràng. Tôi nhắc lại các bác nhìn cảm giác cứ tưởng là chi thứ nhất nó từ đây ra, nhưng không phải đâu. Tôi tính là nó từ đây ra, từ cái khẩu này rửa ra các bác nhé. Thì nó sẽ hoàn toàn nó to hơn cái chi này. Nhưng tôi hoàn toàn tôi có thể nuôi cái rễ này ngay ở đây. Trước nó có hai cái rễ cơ. Tôi cắt đi một cái rồi. Để nuôi một cái phóng xuống rồi. Và ở đây thì tôi đang đục mở để, không phải đục mà là cắt mở để tôi đẩy nó lên một chút. Hôm trước nó hơi bị chúi chúi xuống. Ngày xưa là bác cũ bác vặn qua tay nó hơi chúi xuống tí, tôi đẩy lên tí, tôi chê một tí đây. Đấy, ngọn đây, tôi sẽ làm chỉ cây này, chỉ làm hai tay một ngọn này các bác nhé. Đấy, lối làm rất đơn giản, một những cây lùn lực ngắn mà bây giờ thì làm cực kỳ đơn giản các bác nhé. Đừng có tham lam quá, nó khó, không có đất diễn tay cảnh mà nó lại mất đi cái tính rụt dịch của cây. Vai thứ nhất, tay thứ chi thứ nhất tính từ đây trở ra đi đây. Thì thứ hai đây, nhìn từ đây ra. Và cái quả phúc, tức là chi thứ ba là cái ngọn. Tính toàn bộ đây, tôi nuôi lại cái này thật to, nó cân với cái này. Đây, phía này có, phía này có. Bằng ở đây là cái điểm ngọn lên. Đây là cái phía xây ra đây. Nhưng toàn bộ cái này chỉ là tính là một thôi các bác nhé. Đấy, còn những cái khác, phông, viết thì không tính là chi. Đây, cái chi thứ nhất, 1, 2, 3. Chi thứ hai, 1, 2, 3. Đấy, cắt giật hôm qua tôi cắt bỏ điểm này. Điểm này thì cắt từ ngày xưa rồi. Đấy, thì cắt sớm chút để... Có lẽ là đợt cắt này sẽ bị trả giá là... Là nó sẽ lại... Phải nuôi lại những cái tay mầm này. Nhưng mà thôi, để đi chơi. Để đi chơi vui tí thì chậm lại vài tháng không sao. Vài tháng không sao. Vâng nhé. Một cây si rất đẹp. Các bác nhìn thấy nó tím tím ấy. Tím ấy. Đấy, và cho nó phơi nắng mấy hôm. Đến hôm mùng 4 tháng tới, bảy triển lãm là chắc nó cũng lún phún rồi. Hoặc chẳng cần lún phún cũng được. Thì tùy vào, nếu mà hôm đấy bê được xuống thì cho đi chơi. Tôi vừa thử bê rồi nhưng mà rất khó khăn. Đấy, cái si. À thế, và chia sẻ thêm với các bác là đối với riêng dòng si các bác nhé, thì tay cảnh các bác nên lay như này. Lay từ lúc mà nó bắt đầu đen tay cảnh, tức là tay cảnh nó bắt đầu, nó đã bắt đầu cưng cứng, bắt đầu sẫm màu như thế, từ cái lúc nó non như này cho lúc sẫm màu, cảm giác như nó đương đầu rồi, thì ta cứ lay này. Cứ ngày là mỗi ngày ta lay, ta thể dục nó như này. Tất cả mọi tay cảnh thì sau những cái đầu này nó rất là mẫm này. Những cái đầu chi răm nó rất là mẫm. Mẫm. À, thứ hai là dẻo. Các bác tưởng tượng những cái cút, những cút to như này. Các bác nuôi những cút to như này chẳng hạn nhé. Các bác không lay từ bé nhé. Thứ nhất là rất là lâu, to.
Cái thứ hai là khi mà các bác nuôi bằng này các bác cắt giật đúng không? Nó sẽ rất là đơ khẩu này. Dù các bác để cắt giật ngắn đến mấy, cái đoạn này nó vẫn rất là đơ. Đấy, thì khi là khi nó còn bé ta cứ lay này, ta cứ lay. Đối với riêng với si các bác nhá. Si rất là dẻo nhá. Tất nhiên cũng lay nhẹ nhàng xong bắt đầu tốc độ và cái biên độ nó tăng dần lên. Thì một chỉ có một tuần sau các bác nhìn thấy cái chỗ này nó sưng lên mà. Tất nhiên mình không làm dập, không làm gãy cái lõi bên trong vì nó rất là dẻo, cái lay này thì nó sẽ rất là mẫm và tự nhiên cảm giác những cái đầu này rất ngắn, rất mập, rất phù hợp với những cây rụt dịp và nó nhanh to, nhanh to, nhanh được cắt và mẫm và nó rụt, nó cái đốt nó không bị dài nữa. Đấy là cái kinh nghiệm si, nhất là si búp hồng nhá các bác. Tí nữa tôi sẽ sang cái cây si búp hồng mà tôi thường xuyên tôi lay, cây này tôi ít lay. Si búp hồng và si tơi chuột lay được, si tơi chuột rất mềm, si này lại cứng hơn chút, nhưng mà cứng mới phải lay. Xanh thì hạn chế các bác nhé, tùy dòng xanh thôi, những dòng xanh nó thật là mẫm và dẻo thì mình lay được các bác nhé. Còn những cái dòng mà, nhưng mà tất nhiên thì cố gắng vẫn nên lay, lay ít hay lay nhiều thôi, nhưng mà si thì lay mạnh tay được hơn. Đấy, thì nó sẽ dẻo, những cái, ví dụ những cái cỏ như này, nó rất là cứng. Sau này kể cả mình nuôi to, ngón tay mình cắt giật nhưng mà nó cái đầu nó rất là đơ, nhưng mà lay, mình lay này nó sẽ rất là mềm, cái cổ. Chứ vào dây là chuyện khác các bác nhé, lay nhá. Như cây si tay chuột này lay rất thoải mái luôn, lay từ bây giờ luôn, bắt đầu nó đen đen mẫm mẫm này là lay được luôn. Tập thể dục cho cây mà các bác, tập thể dục cho cây. Đấy là qua cái cây si này. Đây là cây si tía này, các bác gọi là búp hồng cũng được vì có lúc nó như hồng. Các bác nhìn này, cây này cắt sau cây cây đỏ kìa, nhưng mà được lay thường xuyên này. Những các bác nhìn những tay cút nó mẫm này. Các bác thấy cái cây này nhá. Trước tôi về nhá, tôi bỏ, mặc dù tay cảnh của họ đang nuôi nó to bằng này, tôi cắt đi hết, tôi nuôi lại hoàn toàn. Bởi vì tôi đây, các bác nhìn cái cành tôi giữ lại của đồng chí chủ cũ đây thì không được lay đúng không, cứ chìa đơ này và nó không mẫm. Thì những cây này tôi lay được này, nó mẫm và cảm giác những cái khẩu độ đốt nó ngắn đi, mập mạp lên, lay thường xuyên các bác nhá. Không sợ gãy đâu. Tất nhiên lúc đầu thì nên dẻo thôi, sau thì tăng biên độ lên dần. Đấy, này các bác nhìn, nó rất là mẫm luôn, rất là mẫm và nhanh được hoàn thiện cây hơn các bác nhé. Tất nhiên là kết hợp với chăm sóc nữa và cho nhiều phân lợn vào, trồng đất thật xốp. Đấy thì là cái kinh nghiệm mà cũng chẳng phải của riêng tôi đâu, nhưng mà tôi cho rằng áp dụng nó rất là hay và anh em cũng thường truyền tay nhau đấy các bạn. Tất nhiên để mà khi các bác làm nó cứng lên rồi ấy, phải lay là phải lay từ bé các bác nhá. Để nên nó cứng lên rồi thì lay thì khó lắm, toác ngay lúc ấy xương cốt nó giòn rồi. Mình lay từ bé thì sau mình lớn bằng này mình vẫn lay được. Đấy, thế này xong rồi chiều này chiều kia nó chảy chút nhựa dạ không sao. Đấy, không làm nó gãy cắt cái ấy là được. Mà lúc bé thì nó còn mềm hết mà, thì làm sao nó gãy được. Đấy thì cứ dần dần đến lúc già cho nó mất mềm. Quan trọng là khi mình đến đạt được độ cắt giật của nó thì mình cắt đến đây thì cái khẩu này nó rất là rụt, nó mẫm, nó ngắn. Nó rất hợp với những cái rụt dịt, các bác hiểu. Đấy, cây này cũng vậy, cây này cũng bắt đầu lay được rồi. Bắt đầu lay được hết rồi. Thì cứ lên tập thể dục cho cây các bác nhé. Nhất là si các bác nhé. Xanh cũng được nhưng mà nhẹ nhàng hơn thôi. Hết sức nhẹ nhàng, xanh thì nó dễ bị gãy hơn. Ok, rồi. Có vài điều chia sẻ với các bác như vậy. Chúc các bác một ngày buổi chiều thật là vui quá nhé. Hẹn gặp lại các bác video mới tiếp theo.